Cô mà không đứng tôi lột đồ cô bây giờ á. Nè, anh lột đi, anh lột đi. Thằng như tôi còn nhiều đứa hầm vợ nữa mà. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Cái mày nghĩ thử từ. Kẻ do anh cầm tay à? Kẻ do anh cầm tay em mất em. Kẻ do anh cầm tay à? Kẻ do. Trời ơi, lấy sữa tắm của con tắm luôn. Hiền chi không chờ ba nghe mùi trên người mẹ. Trời ơi, nó nguyên quá.